Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Ukraine tuyên bố xuyên thủng phòng thủ của Nga ở miền Nam Lực lượng Ukraine tuyên bố phá vỡ phòng thủ của Nga ở miền Nam sau khi tăng cường tấn công khu vực sông Dnieper ở gần thành phố Kherson. New York Post ngày 21 tháng 10 dẫn thông tin từ quân đội Ukraine cho hay, những ngày qua, lực lượng của nước này đã tăng cường các cuộc tấn công vào khu vực do Nga kiểm soát ở miền Nam, trong khi ngăn đả tiến công của Moscow vào thị trấn Avdiivka ở miền Đông. Lực lượng của Ukraine đã chọc thủng phòng tuyến của Nga sau khi gia tăng các cuộc tấn công vượt sông Dnieper gần thành phố Khắc Sơn, tỉnh Khắc Sơn ở miền Nam. Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Các cuộc tấn công của Ukraine dường như lớn hơn so với các cuộc đột kích chiến thuật trước đó, Nhóm chuyên gia của Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ nhận định, sông Nhiper hiện được coi là ranh giới phân chia chiến tuyến của Ukraine và Nga ở Kherson sau khi Moscow rút quân khỏi bờ tây hồi tháng 11 năm ngoái. Những tháng gần đây, lực lượng của Ukraine liên tục tìm cách vượt sông, đột kích vào khu vực do Nga kiểm soát. Bộ quốc phòng Nga hôm 19 tháng 10 tuyên bố đã đẩy lùi kế hoạch đột kích của phía Ukraine. Trong khi đó, các blogger quân sự Nga nói rằng các binh sĩ Ukraine đã xoay sở vượt sông và bám trụ một phần ở bờ đông sông Dnipro. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Ukraine nhiều khả năng duy trì sự hiện diện giới hạn ở một số khu vực bên bờ đông và gần bờ. Ukraine tìm cách chọc thủng phòng thủ của Nga ở các tỉnh miền Nam gồm Khắc Sơn và Zaporizhia trong chiến dịch phản công kéo dài kể từ tháng 6. Tại mặt trận miền Đông, giao tranh đang diễn ra ác liệt tại Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk. Quân đội Ukraine cho hay họ đang phải đối mặt với một cuộc tấn công dữ dội mới của Nga tại đây. Đối phương không giảm nỗ lực đột phá phòng tuyến của chúng ta và bao vây Adipska. Đối phương đang tích cực điều đến thêm các đơn vị tấn công và lượng lớn xe thiết giáp, sử dụng cả máy bay và trọng pháo. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluny cho hay. Ông Oleksandr Stupun, người phát ngôn lực lượng miền nam Ukraine, cũng xác nhận Nga thường xuyên gây áp lực lên Adivka bằng các cuộc tập kích gần như suốt ngày đêm. Nga chưa bao giờ sử dụng một lượng thiết bị quân sự lớn và quân số lớn như vậy lúc này, Vatili Barabas, người đứng đầu chính quyền quân quản Adipska cho hay. Viện nghiên cứu chiến tranh nhận định cuộc tấn công Adipska cho thấy cách Nga đang rút ra bài học và thích nghi trên chiến trường. Theo Viện nghiên cứu chiến tranh, Nga đang sử dụng hiệu quả tác chiến điện tử, các biện pháp phản công, chuẩn bị pháo binh, trinh sát trên không và liên lạc giữa các đơn vị. Theo nhà phân tích Ian Matveev, Phương pháp tiến công này cho thấy Nga thực sự đang cố gắng giành quyền kiểm soát thành phố này, ít nhất là tạo tiền đề cho việc đó. Thành phố Adivska khá gần thành phố Donetsk do Nga kiểm soát, chỉ cách khoảng 23 km về phía Bắc và từng là trung tâm công nghiệp. Nếu Nga giành quyền kiểm soát Adivska, họ có thể đẩy lùi lực lượng của Ukraine khỏi cửa ngõ vào Donetsk và tiến xa hơn về phía biên giới hành chính các tỉnh Donetsk và Lugansk. Nga thu được rocket HIMARS nguyên vẹn của Ukraine Lực lượng Nga đã thu được rocket nguyên vẹn của pháo phản lực HIMARS trong nỗ lực đánh chặn tại Donetsk và sẽ chuyển nó về Moscow để nghiên cứu. Quả đạn HIMARS bị bắn rơi ở quận Budenovsky thuộc thành phố Donetsk sẽ được chuyển về thủ đô Moscow để các chuyên gia quốc phòng nghiên cứu. Rocket gần như không bị hư hại. Phần thân chính và thiết bị điện tử vẫn nguyên vẹn. Jan Gagin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPA cho biết hôm nay. Hình ảnh hiện trường được Ria Novosti công bố cho thấy rocket bị bóp méo thân và rách ở phần đuôi, phần mũi chứa hệ thống dẫn đường và điều khiển bay rơi cách đó vài mét. Truyền thông Nga cho biết quân đội Ukraine đã sử dụng pháo phản lực HIMARS tập kích quận Kalininsky và Budenilsky ở thành phố Donetsk hôm 21 tháng 10, khiến ba dân thường bị thương, nhấn mạnh lực lượng Nga rất hiếm khi thu được chiến lợi phẩm nguyên vẹn như vậy. Pháo phản lực HIMARS được đánh giá là vũ khí quan trọng giúp Ukraine giành nhiều lợi thế trong chiến sự với Nga, Tuy nhiên, các nguồn tin Mỹ, Anh và Ukraine hồi tháng 5, hệ thống HIMARS ngày càng kém hiệu quả khi lực lượng Nga tăng cường sử dụng khí tài tác chiến điện tử để đối phó. Do bị gây nhiễu, hệ thống định vị vệ tinh GPS trên rocket HIMARS không hoạt động và khiến phá phản lực nhiều lần bắn trượt mục tiêu, buộc giới chức Mỹ và Ukraine tìm cách khắc phục. Rocket và phiên bản M39 của tên lửa chiến thuật lục quân at phóng từ HIMARS còn có tổ hợp dẫn đường quán tính khó bị gây nhiễu, nhưng không chính xác bằng hệ thống định vị GPS. Quan chức Lầu Năm Góc cho biết phần mềm của HIMARS liên tục được điều chỉnh để đối phó với hoạt động tác chiến điện tử của Nga, nhưng nhấn mạnh Moscow cũng sẽ sớm tìm cách vô hiệu hóa. Đây là trò chơi mèo vườn chuột liên tục, người này nói. Cựu Thủ tướng Đức cáo buộc Mỹ không cho phép Ukraine chấm dứt xung đột với Nga. Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder trong một cuộc phỏng vấn cho rằng Mỹ không cho phép bất kỳ thỏa hiệp nào có thể chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine chỉ vài tuần sau khi xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn cho tờ báo của Đức đăng hôm 20 tháng 10, cựu Thủ tướng Đức Schröder cho biết ông được mời giúp hòa giải cho các bên trong cuộc đàm phán hòa bình vào tháng 3 năm 2022 ở Istanbul. Ông nói rằng mặc dù đại diện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẵn sàng nhượng bộ trong các vấn đề quan trọng như từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO, nhưng người Ukraine không đồng ý hòa bình vì họ không được phép làm như vậy. Đầu tiên họ phải hỏi người Mỹ về mọi điều mà họ đã thảo luận. Các quan chức Nga nhiều lần tuyên bố rằng Mỹ và các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đã ngăn cản chính phủ ông Zelensky đồng ý giải pháp hòa bình Ông Schroeder được cho là có tình bạn lâu năm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cựu Thủ tướng Đức mô tả chiến lược của Washington, nói rằng nó dẫn đến mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Nga và Trung Quốc. Ông Schroeder cho biết, các đồng minh của Washington ở Tây Âu đã thất bại trong việc nắm bắt cơ hội thúc đẩy hòa bình vào tháng 3 năm 2022. Ông nói thêm, vào thời điểm đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã sẵn sàng thỏa hiệp về Crimea và các vùng lãnh thổ ly khai ở khu vực Donbass. Kể từ thời điểm đó, hàng trăm nghìn binh sĩ Ukraine đã không qua khỏi khi viện trợ quân sự của phương Tây kéo dài cuộc xung đột. Ông Putin hồi đầu tháng ước tính rằng Kiev đã mất hơn 90.000 binh sĩ trong cuộc phản công thất bại đầu tháng 6. Ông Schroeder cho rằng chỉ có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới có thể nối lại các cuộc đàm phán hòa bình ở Đông Âu cựu lãnh đạo Đức cho biết các nhà lãnh đạo Nga đang bị đe dọa bởi việc Mỹ thúc đẩy đưa NATO đến biên giới phía Tây của Moscow bằng cách thêm Ukraine vào liên minh. Ông cũng cho rằng một trong những lý do biện minh cho việc trang bị vũ khí cho Ukraine được cho là chủ nghĩa bành trướng của Nga, không có cơ sở trên thực tế. Mặt khác, ông Schroeder nhấn mạnh các nhà lãnh đạo phương Tây phải hiểu rằng dù ai nắm quyền ở Moscow, Nga sẽ không cho phép Ukraine hay Georgia gia nhập NATO sáp nhập. Ông nói, phân tích mối đe dọa này có thể mang tính cảm xúc, nhưng nó có thật ở Nga. Phương Tây phải hiểu điều này và chấp nhận những thỏa hiệp phù hợp, nếu không, hòa bình sẽ khó đạt được. Chùm tình báo Ukraine tiết lộ lý do bất ngờ khiến ông trực tiếp xông ra trận. Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, DIU, Kylido Budanov, giải thích rằng ông tham gia chiến đấu để động viên binh lính Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Dmitry Komarov, ông Budanov cho biết tham gia vào các trận chiến, đôi khi đó là điều cần thiết. Chúng ta đều là con người và đôi khi mọi người đều cảm thấy sợ hãi, đôi khi tôi tìm cách để động viên các chiến sĩ. Ông Budanov được hỏi liệu nguy cơ mất người đứng đầu cơ quan tình báo trong cuộc giao tranh có chính đáng hay không? Và ông mô tả câu hỏi này là hoàn toàn mang tính chất tu từ. Ông Budanov giải thích, nếu cho kết quả dương tính thì có nghĩa là đó là việc làm đúng. Nếu không có kết quả dương tính thì đó là một sai lầm, người chiến thắng không được phán xét. Trước đó, ông Budanov tham gia một chiến dịch đặc biệt nhằm giải phóng ngôi làng Ruska Lozova ở Kharkiv Oblast vào cuối tháng 4 năm 2022. Ngoài ra, trong một lần tiết lộ mới đây, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cũng cho biết ông đã từng trực tiếp thuyết phục 19 người Nga đầu hàng chỉ qua hệ thống vô tuyến. Su-34M đắt hàng và nguy hiểm hơn nhờ được trang bị những tính năng mới. Su-34M đang nổi lên với vai trò là chiến đấu cơ quan trọng hàng đầu của quân đội Nga. Nó đã chứng minh được khả năng chiến đấu hiệu quả trên chiến trường Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra chỉ thị mở rộng quy mô sản xuất máy bay chiến đấu tấn công Su-34. Chiếc máy bay này giữ vị trí quan trọng trong việc đảm nhiệm vai trò gian đe hạt nhân và tiến hành các nhiệm vụ tấn công chiến thuật trên tất cả các chiến trường từ Syria, Bắc Cực đến Tây Thái Bình Dương. Kế hoạch này diễn ra song song với việc tăng cường sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57. Được biết, số lượng Su-57 sản xuất trong năm nay đã tăng gấp đôi so với năm 2022. Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm nhà máy máy bay Chkalov ở Novosibirsk, Siberia vào tuần đầu tiên của tháng 10 và đưa ra quyết định tăng sản lượng Su-34, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của lớp máy bay chiến đấu này trong lực lượng không quân Nga hiện nay. Chiếc máy bay chiến đấu này là phương tiện chiến đấu quan trọng. Nó tiến hành 4 đến 5 phi vụ mỗi ngày nên chúng ta cần phải tăng tốc độ sản xuất. Có những doanh nghiệp đang vượt tiến độ trong năm nay và bắt đầu làm phần việc của năm 2024. Ông Sagu nói và cho biết thêm rằng các cơ sở sản xuất đã kịp thời cung cấp các thiết bị mới và hiện đại hóa một số thiết bị cũ. Những vũ khí trang bị này đã được đưa vào hoạt động trên chiến trường. Sự phát triển của Su-34M Su-34 là một trong những loại máy bay chiến đấu chiến thuật có tầm bắn xa nhất trên thế giới. Chiếc máy bay này là phiên bản được cải tiến từ chiến đấu cơ hàng đầu của Liên Xô, Su-27 Flanker. Su-34 nặng hơn khoảng 50% và có tải trọng lớn hơn đáng kể so với chiếc Su-27 ban đầu. Có khả năng triển khai rất nhiều loại tên lửa hành trình và bom dẫn đường. Đáng chú ý là Su-34 đã được triển khai rộng rãi và trực tiếp tham gia các hoạt động chiến đấu từ cuối năm 2015 ở Syria và từ đầu năm 2022 ở Ukraine. Ban đầu, tỷ lệ sản xuất Su-34 là rất thấp. Vào năm 2008, chỉ có một khung máy bay duy nhất được chế tạo. Chiếc máy bay này đã phải mất tới 6 năm mới được gia nhập lực lượng không quân Nga, tức là vào năm 2014. Tuy nhiên, kể từ năm 2014, tốc độ sản xuất Su-34 đã tăng đáng kể. Ngay trong năm đó thì có 18 khung máy bay đã được đặt ra, các năm sau, tỷ lệ bàn giao máy bay Su-34 mới luôn đứng trong top đầu các loại chiến đấu cơ được đặt hàng của quân đội Nga. Bộ Quốc phòng Nga đã mua Su-34 nhiều hơn bất kỳ loại máy bay chiến đấu nào khác kể từ sau khi Liên Xô tan rã. Điều này phần nào phản ánh nhu cầu rất lớn trong việc thay thế phi đội máy bay chiến đấu Su-24M đã lỗi thời của không quân Nga. Những chiếc Su-34 mới sẽ đảm nhiệm vai trò thay cho Su-24. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã nhận được những chiếc Su-34 mới nhất vào tháng 6 năm 2023. Đáng chú ý là những chiếc máy bay này được chế tạo theo tiêu chuẩn nâng cao như biến thể Su-34M. Tổng giáo đốc tập đoàn máy bay thống nhất của Nga Yuri Silusta tuyên bố rằng những chiếc Su-34 mới này có khả năng chiến đấu gấp đôi so với Su-34 nguyên bản. Bên cạnh máy bay chiến đấu Su-34M tiêu chuẩn, thì các biến thể chuyên dụng được chế tạo cho tác chiến điện tử hoặc là trinh sát cũng đã được chuyển giao. Biến thể Su-34 trinh sát được tích hợp cụm tìm kiếm điện tử UKRRT, cụm camera UKR, OE và UKRRL tích hợp radar khẩu độ tổng hợp. Trong đó, biến thể Su-34 tác chiến điện tử được tích hợp cụm L-700 Tarantan ECM làm vũ khí chính cùng với một số cải tiến bí mật khác. Khả năng mới Vào đầu tháng 9 vừa qua, Su-34M cũng đã chứng tỏ khả năng tương thích với một loại vũ khí mới, đó là tên lửa đạn đạo siêu thanh KH-47M-2 Kinza, cho phép chiếc máy bay chiến đấu này tấn công các mục tiêu cách xa 2.000 km. Tên lửa KH-47M2 Kinza có khả năng cơ động rất cao. Nó có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc là nhiều loại đầu đạn thông thường và gần như không thể đánh chặn. Tên lửa Kinza đã được sử dụng rộng rãi trên chiến trường Ukraine. Một trong những kết quả đáng chú ý nhất là việc phá hủy các khẩu đội tên lửa Patriot do phương Tây chuyển giao cho Ukraine vào tháng 5 năm 2023. Việc tích hợp tên lửa vào Su-34 sẽ cách mạng hóa khả năng chiến đấu của dòng máy bay này và dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu sản xuất cho loại máy bay này. Việc Su-34M có thể triển khai tên lửa Kinza được xem là một thành công lớn, bởi trước đó chỉ có MiG-31K mới được trang bị loại tên lửa này. Tuy nhiên, chi phí vận hành lại rất tốn kém. Quyết định lắp Kinza vào Su-34M được nhiều chuyên gia suy đoán là do hiệu suất chiến đấu ấn tượng của loại tên lửa này trên chiến trường Ukraine. Đồng thời tính đến giữa năm 2023 thì sản lượng của loại tên lửa này đã tăng gấp 4 lần so với sản lượng trước khi xung đột nổ ra. Điều này đồng nghĩa với việc quy mô của những chiếc MiG-31 hiện có thì không tương xứng với số lượng tên lửa hiện tại, vì sự xuất hiện của Su-34 là rất kịp thời. Mỹ bất ngờ quyết định chuyển cho Israel đạn pháo 155 ly dành cho Ukraine Mỹ và các đồng minh đã từng phải tìm mọi giải pháp để huy động đạn pháo cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã buộc họ phải thay đổi quyết định. Quân đội Mỹ đang lên kế hoạch chuyển hàng nghìn quả đạn pháo 155 ly ban đầu dự định cung cấp cho Ukraine để chuyển sang cho Israel. Nguồn tin trên được tiết lộ sau khi lực lượng phòng vệ Israel đề nghị với Lầu Năm Góc rằng số đạn này cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra vào giải Gaza. Điều này xảy ra sau sự bùng nổ của các cuộc xung đột toàn diện giữa lực lượng dân quân Hamas có trụ sở tại Gaza với Israel. Bên cạnh đó là mối lo ngại sau những cuộc đụng độ giữa quân đội Israel với lực lượng Hezbollah, một nhóm bán quân sự có trụ sở tại Nam Liban. Theo các quan chức, đạn pháo sẽ đến Israel trong vài tuần tới. Báo cáo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Israel và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với các nỗ lực quân sự của nước này trong đó thủ tướng israel benjamin netanyahu tuyên bố rằng tổng thống biden đã hứa về một gói viện trợ quân sự khổng lồ chưa từng có mặc dù chính quyền tổng thống biden và các đồng minh châu âu đã ủng hộ rất mạnh mẽ việc trang bị vũ khí cho ukraine nhưng nhu cầu về vũ khí của israel đã tác động đến những chuyến hàng tiếp theo tới quốc gia đông âu này khi nhiều thành viên của đảng cộng hòa đã phản đối việc tăng viện trợ cho ukraine Việc chuyển hướng tiếp tế xảy ra vào thời điểm các lực lượng Ukraine đang gặp khó khăn sau nhiều tháng tấn công thất bại và tổn thất về người gần đây lên tới hàng chục nghìn người. Nhiều nguồn phương Tây dự đoán, thất bại trong cuộc phản công của Ukraine sẽ khiến cho các nước phương Tây đánh giá lại việc viện trợ cho chính quyền Kiev. Tình trạng thiếu vũ khí từ lâu đã là một vấn đề đối với quân đội Ukraine trong khi ngành quốc phòng nga không chỉ tăng cường sản xuất đạn dược cho một số loại hệ thống vũ khí quan trọng mà còn nhận được một số lượng đạn dược lớn từ các đồng minh khi ukraine ngày càng khó đạt được các mục tiêu quân sự của mình thì việc chuyển đạn dược sang israel được xem là một lựa chọn mang tính giữ thể diện cho khối phương tây nhằm giảm đầu tư vào nỗ lực xung đột của ukraine và ép chính quyền kiev quay lại bàn đàm phán